Thưa quý vị, Latvia sẽ là quốc gia châu Á đầu tiên, xin lỗi là quốc gia châu Âu đầu tiên sẽ tái áp đặt các hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lại có những diễn biến phức tạp. Theo Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, quốc gia Baltic này có tỷ lệ ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới sau nhiều tháng ngăn chặn thành công đại dịch. Latvia thông báo sẽ áp lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 sau khi ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao chưa từng thấy. Quyết định này đã khiến cho không ít người dân cảm thấy hoang mang. Tôi rất buồn vì chúng tôi bị bắt buộc ở trong hoàn cảnh này, khác hoàn toàn với các quốc gia châu Âu khác. Tại đây, chính phủ không có trách nhiệm với người dân. Theo quan điểm của tôi thì tình hình hiện tại thực sự tồi tệ. Rất nhiều người đã bỏ mạng và mặc dù chúng tôi vẫn có vaccine COVID-19. Chỉ 57% trong số 1,9 triệu dân ở Latvia đã tiêm chủng đầy đủ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Liên minh châu EU là 74%. Cơ quan y tế của nước này cho biết số ca mắc mới ở Latvia tăng 49% trong tuần tính đến ngày 17 tháng 10. Số ca nhập viện tăng 56% trong tuần trước, trong khi số ca COVID-19 nặng tăng 62,8%.